2024 tư vấn màn hình Android như nào. Đây anh em, hôm nay là mình lắp rất là nhiều cái phiên bản TechPad TX24. Đây, đầu tiên đó là có khoảng ở đây khoảng 5 chiếc xe đang lắp những cái phiên bản này. Và tại sao mà mình lại tư vấn những cái màn hình này cho anh em? Đó là thứ nhất là nó phù hợp, rất phù hợp với túi tiền, và cái cấu hình sử dụng rất là cao. Ví dụ ở đây là chiếc xe này là mình lắp cả màn hình này, cả camera 360, phiên bản RAM 4GB, và mức giá đang được sale từ 11.800.000 xuống nó 8.800.000 cả màn cả camera 360. Còn bên cạnh này là anh Giai nâng cấp một cái combo khoảng tầm 50.000.000 và có một cái màn hình đó là phiên bản TechPad TX24 2K. Mức giá của nó đang là 13.800.000 là biệt bản 2K anh em nhá, và cấu hình là RAM 4GB, được tặng cảm biến Astro, được tặng bản đồ Vietmap Lite bản quyền. Đấy. Đây là phiên bản cực kỳ đáng lắp, độ nét 2K. Và còn bên này là một chiếc xe này, là nâng cấp cái bản là Limited 13 inch. Đâu rồi, cái màn hình đâu cho anh quay vào. Ở đây, màn 13 inch. Ôi. Và đặc biệt nữa là TechPad có một cái phiên bản nữa là màn hình 11.5 inch. Đấy, rất là hay ho. Đây, mình muốn quay đến cho anh em xem này. Cho anh nhờ tí. Đấy, hiện tại là bên mình cũng đang lắp rất là nhiều chiếc xe luôn. Đấy. Đây là cái màn hình gọi là 90 inch. Cái bản này là có cả gọi là hệ thống DSP luôn. Đấy, đây là màn hình thì chúng ta sẽ có cam 360. Nó rất là sắc nét luôn. Đấy, em zoom lên. Em dí sát đây nhé. Đấy. Nói chung là độ nét ấy, thì mình khẳng định với anh em là đây là một cái dòng mực cực kỳ nét, mà mức giá đang là 8.800.000 cả màn hình cả cam 360. Đó. Thì thêm một cái phiên bản nữa mà TechPad mình nghĩ là cũng cực kỳ đáng lắp. Đây, chiếc xe này. Ví dụ chiếc xe này đời cũ rồi, một cái màn hình không có camera 360 đâu, mức giá có 4.390.000. Đó cũng là phiên bản TechPad. Đây, em xuống cho anh quay phát. Đấy, bản Eco anh em ạ. Đấy. Con này là cấu hình của nó đang là RAM 2GB, ROM 32GB. Đấy. Thì cái bản này là 4.000.000. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, là nó zin luôn. Thì nó có đủ giải và cái mức giá nó cực kỳ hợp lý. Nếu như mà cái phân khúc mà RAM 2, ROM 32GB này trung bình trên thị trường, mức giá sẽ rơi tầm là 5.900.000. Đấy, tuy nhiên là cái bản này là chỉ có màn hình này, mặt dưỡng này, lắp đặt hoàn thiện là 4.000.000. À, đây, bản này là lắp 2K này. Chiếc xe này thì mình nâng cấp cái mặt ca lăng với cả rất là nhiều cái chi tiết nữa. Ví dụ ở đây là, đây, em cho anh nhờ đi. Đấy, đây là mặt ca lăng của cái bản RS này, bản này là thể thao này. Còn đây là bản cũ này, thì nó nan ngang ngang này. Nói chung là Honda HR-V thì rất là đẹp, nhưng mà hai cái bản này thì nó sẽ khác nhau một số cái chi tiết để giúp cho chiếc xe nó lệch phân khúc nhau, nó thể thao hơn. Đấy, như bọc lại ghế da này rồi tất cả mọi thứ. Đấy, đây, cái màn hình đây, lắp lên này. Trời ơi, quá là đẹp luôn, bản này là 2K. Nó không có hàng nút ở đây nữa và cái độ nét của nó cũng tuyệt vời hơn. Đấy, và tất nhiên là có cả cam 360 này, vậy anh em đang lắp này. Đấy, chưa căn chỉnh nhưng mà nó sẽ rất là đẹp, bản này là bản 2K anh em ạ. Đấy. Thêm nữa thì như lúc nãy mình có nói là có cái bản TechPad có cái bản là RAM 12GB, ROM 512GB, khủng nhất thị trường hiện tại. Mức giá hơn 25.000.000. 25.000.000 cả màn hình cả cam 360. Đây, tiếp tục là một chiếc xe nữa. À đây, đây chiếc xe này đang lắp cả màn hình cả cam 360 này. Và bên mình là tặng cả biển Astro luôn này. Đấy. Và cái bản là RAM 4 nên là cực kỳ tuyệt vời. Đây, quay lên đây cho anh em xem này. Đó, đang lắp. Thì cảm biến Astro nó sẽ có cả bốn phía, anh em có thể lắp thêm cả đằng sau nữa. Đây, cam 360 đây. Đấy, nhưng mà chưa căn chỉnh em ạ. Đấy. Đó, chúng ta ra lệnh giọng nói tất cả mọi thứ là sử dụng trên này luôn. Rất là tiện. Bản 2K này thì mức giá cũng hợp lý này. Tặng kèm cả cảm biến Astro này. Mức giá đang được sale còn 13.800.000. Rồi, tiếp tục này. Đây, lại tiếp tục màn hình. Bên mình thì lắp màn hình cũng rất là nhiều luôn. Em cho anh mượn cái màn hình phát. À, đây, ok. Đây nha. Bản này là bản 2K luôn. Đấy. Thì thứ nhất là cấu hình cao, thứ hai là mức giá nó vô cùng hợp lý. Phải nói là cực kỳ hợp lý luôn. Và siêu bền bỉ.
Cái chip của con này là chip 7862S, một con chip mới nhất trong cái thế hệ màn hình mà cái dòng platform cao cấp nhất ấy, thì đây là cái dòng mà mình chắc chắn là anh em khi mà dùng sẽ cực kỳ yên tâm, bởi vì mình làm cái nghề này rất là lâu rồi, gần như là một trong những người thời kỳ đầu về màn hình Android. Đấy. Đây tiếp tục này, lại lắp màn hình tích hợp K360. Đây. K360 thì nó sẽ lắp ở bốn phía. Đấy, ở bốn đầu. Thì hai cái hai bên gương. Cái này là bên mình đang lắp một cái màn hình Android của ZTEC. Đây, đây là ZTEC anh em này. Cái mã này bao tiền nhỉ? 10 triệu. Ờ đấy. Đây là phiên bản phiên bản là ZX10. Đấy. Và bên mình thì có sẵn tất cả những cái dòng màn hình, các cái thương hiệu màn hình. Tuy nhiên tùy vào nhu cầu khác nhau của anh em để mình tư vấn cho anh em một cái gói mà ngon ngon bổ rẻ nhất. Đây, đây là một cái phiên bản nữa. Đây là bản 2K này. Đấy, tiếp tục là phiên bản màn hình Android. Phiên bản 2K. Đấy, TechPad. Đấy, K360 là siêu siêu nét luôn. Ok, đấy. Rồi. Và những chiếc xe như là này thì mình bên mình cũng dán phim này, rồi độ đèn, độ body kit, cửa hít cốp điện, trải sàn da, độ âm thanh, đặc biệt gói này là bên mình làm cái gói âm thanh mà zin 100% luôn. Đấy. Trong kia có thêm một chiếc xe nữa. Thì hiện tại là bên mình thì gần như là các cái món độ, các cái dịch vụ độ thì bên mình đều có cái quy trình rất là chuẩn. Cái thứ hai là các cái máy móc, các cái trang thiết bị để mà lắp đặt ấy, nó bên mình cũng tối ưu rất là nhiều để nó hiện đại nhất. Đấy. Và thêm nữa thì cái sản phẩm dịch vụ bên mình cũng rất là đa dạng, có từ thấp này đến cao này và đến cực kỳ cao cấp thì bên mình có sẵn để mà phục vụ anh em đến là chọn đủ giải luôn. Tiếp nữa là những cái dịch vụ như là bảo hành lắp đặt thì anh em tuyệt đối yên tâm. Đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật cũng như là đội ngũ kinh doanh bên mình được lắp đặt rất nhiều, được tư vấn rất nhiều nên là sẽ đem đến cho anh em những cái sản phẩm, tư vấn những cái sản phẩm nó rất là chuẩn và đúng. Đấy, lắp đặt nhiều nữa thì nó sẽ quen tay. Đấy, thì nếu mà anh em có nhu cầu về nâng cấp màn hình, nâng cấp các cái loại về công nghệ ở trên ô tô thì mình nghĩ là sẽ giúp cho anh em có một cái dịch vụ rất là hài lòng. Đấy. Trường bên mình là có đầy đủ các cái sản phẩm. Anh em mà có nhu cầu thì cứ qua bên mình ủng hộ nha. Màn hình Android này, Android Box này, camera hành trình K360. Bên mình lắp đặt rất nhiều và chắc chắn là sẽ phục vụ anh em rất là tốt. Đấy. Năm 2024 thì bên mình sẽ có thêm những chi nhánh ở Long Biên nữa, hay là những chi nhánh như ở Đà Nẵng, Sài Gòn này, ở Bắc Ninh này, thì sẽ có thêm nhiều cái chi nhánh nữa để phục vụ được cho anh em có một cái dịch vụ tốt nhất. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu mà có nhu cầu thì nhớ ủng hộ bên mình, hoặc là nếu mà xem được video này thì hãy cho bên mình một like. Đấy, để tăng thêm lượng biết đến. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.